Đây là một đồ là sweatshirt với là sweatpants. Mỗi bộ Vi chỉ mua từ khoảng hình như 14 đến 15 một bộ, mua là lúc dịp sale. Đây. Đây là bộ đồ bé gấu, chất vải cotton rất là ấm. Đây nó có hai cái nút. Mở ra mở vô cho nó rộng cái cổ. Cái quần, đây là quần cho bé. Thun giãn. Đang khui gấu thì mình sẽ tiếp tục khui gấu luôn. Đây là set thứ hai. Không biết sao nữa, vào mùa Giáng sinh nó Vi thường thích chọn mấy cái màu cà phê như vậy cho bé. Chất liệu bộ thứ hai cũng tương tự như vậy luôn. Đây. Có hình gấu Pooh. Enjoy your little things. Cũng là một cặp như thế luôn. Áo. Đây là quần. Cái này thì sẽ có dây kéo để có thể nới lỏng hay là buộc chặt lại. Bé Lem thì cao nhưng mà hơi gầy so với tuổi của bé, cho nên là những cái quần có dây như thế này sẽ tiện để mình siết cái eo lại hơn. Trên quần cũng có hoa văn gấu Pooh, dưới quần thì túm lại như thế này. Để set thứ hai. 1, 2, 3, cheese. Cheese. Chung với quần sweatshirt là bộ thứ ba, chỉ là họa tiết chấm bi đơn giản. Khi những cái bộ kia Vi đã chọn màu cà phê rồi thì những cái bộ này thì cái bộ này là màu hồng nữ tính, có chấm bi, cũng có nút cài ngay đây luôn đó, hồng chấm bi. Chất liệu thì nó mỏng hơn hai bộ cái này á, thì nó mỏng hơn hai cái con gấu kia. Cái bộ vải nó rất là mỏng và mềm. Quần cũng có dây chít eo luôn, ống quần túm chọn lại cũng cùng họa tiết chấm bi, rất là dễ thương. Tục với set thứ ba. Đây là một kiểu hơi già tuổi hơn một chút. Chất liệu vải nó sờ hơi giống vải nhung nè. Cái áo kiểu nhìn sơ mi màu hồng, mặc kèm với quần màu xanh rêu đậm. Set này ở trên website rất là dễ thương luôn. Chi tiết của áo nè. Áo là áo cài nút. Kiểu này mình mua hơi rộng một chút mặc nó sẽ hơi baggy, nó dễ thương. Có thể mặc thêm áo trong nữa. Đây, chi tiết tay áo. Đó, chất liệu nhìn kỹ nè, nó hơi giống vải nhung á. Rất là mềm luôn. Đây có một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Quần của bé thì như những cái quần legging khác thôi. Theo hình như chất liệu cũng tương tự như vậy luôn. Ta-da! Cũng cái vải giống như vải nhung vậy đó, nhưng mà kiểu này nhìn nữ tính hơn, cái kia nhìn sẽ bát gì hơn. Này á thì nó sẽ nhìn kiểu nhẹ nhàng hơn, nhìn giống như cái váy xòe vậy đó. Cũng hàng nút cũng y như vậy, cổ tròn. Tay á thì sẽ được bo lại kiểu
kiểu bò bò kiểu bánh bèo như thế này, rất là dễ thương. Vi thích cả hai luôn. Cái kia thì mặt nhìn sẽ hơi nghịch ngợm hơn. Quần Lucky này cũng màu nữ tính hơn, màu hoa chấm chấm bi như thế này đó. Là dành cho mùa Giáng sinh, tức là màu đỏ và màu xanh lá cây. Đây, chị sẽ đi với bộ màu xanh trước. Trời ơi, dễ thương chưa? Cái vải này nó rất là mỏng nha. Cái màu xanh này nè, cái bộ màu xanh này thì cái vải nó rất là mỏng. Có cổ và hàng nút dài xuống như vậy. Cái màu này rất là dễ thương cho mùa Giáng sinh cho bé luôn. Cũng mua trên H&M, giá cũng chỉ có 13-14 đồng một bộ thôi. Đi kèm là legging màu đen, đơn giản, hợp với cái màu xanh lá dễ sợ luôn. Đây là bộ cuối cùng mình mua tại H&M. Thì cái bộ này á, là nó hết luôn cả size của Lem, cho nên đi đặt một cái size lớn hơn. Nhưng mà lúc bỏ ra thì thấy nó cũng không có quá lớn, cũng rất là vừa. Đây, kiểu rất là nữ tính mà cái màu thì cực kỳ hợp cho Giáng sinh luôn. Cổ thì có bèo ren ren ở đây ha. Tay thì bo tròn kiểu bánh bèo luôn. Đó, như thế này. Đây là mặt đằng sau. Bộ này với cái bộ xanh lá lúc nãy á, cái chất liệu vải của nó rất là mỏng, cho nên là có thể là mặc, phải mặc thêm áo khoác cho bé hoặc mặc thêm cái áo mỏng ở trong ha. Đây là quần legging đi chung. Tiếp theo là từ Gap. Giờ Vi hay mua đồ trên H&M nhiều hơn bởi vì dễ mua. Còn đồ của Gap là tại vì hồi lần này Vi mua một cái bộ snowsuit cho bé Lam mà đồ trên H&M thì hết, cho nên là Vi đổi qua mua ở trên Gap. Đây, đây là một đồ rất là dày luôn. Đây là đồ đi chơi tuyết. Ở trong nè, nó có một cái lớp vải bông rất là dày. Ở ngoài là chất liệu vải chống thấm nước. Họa tiết thì chấm biên màu hồng thôi vì có con gái thì đi mua đồ màu hồng nhiều hơn. Chất liệu vải ở trong này rất là dày. Đây là size 18 đến 24 tháng tuổi. Nó có một cái nón hoodie giữ ấm cho bé. Trên đây thì sẽ có cái này á, thì mình sẽ lộn nó ra để bọc tay của bé lại thì đi chơi tuyết. Dưới này cũng có một cái luôn để bọc ở dưới chân. Đây là dưới chân ha, thì cũng lộn lại được cái mặt này luôn để giữ ấm cho bàn chân của bé. Đi mua bộ đồ snowsuit này lúc nó sale là giá gốc là 64 đồng, khi sale hình như còn có 34 đồng rồi. Đó, rất là đẹp, rất là ấm luôn. Kỹ nha. Gói này Vi mua trên Amazon bởi vì Vi tìm thấy trên website thì không bán nên Vi mua trên Amazon. Đôi này là bao tay, cũng vật liệu chống thấm nước luôn, giá là 12 đồng. Tên chất liệu bên trong là vải bông như thế này, vải bông trắng. Vì có 12 đồng thôi á, nên cái lớp vải bông này nó không có xịn như cái lớp vải bông ở trong cái bộ đồ Gap lúc nãy. Nó cũng bình thường nhưng mà Vi nghĩ như vậy là đủ rồi. Đây, bên ngoài thì là vật liệu chống thấm nước ha. Này,
để cho bé đi chơi tiếp. Đây nó có phần dán keo lại để siết nhỏ tay lại hoặc mở nới rộng ra. Nó chỉ có một size thôi, cho nên đi lấy đây, chỉ có một size. Bàn tay rất là dễ thương. Và đây là gói đồ cuối cùng cũng từ Amazon luôn. Trên H&M cũng có nhưng mà Vi không có thích lắm. Bởi vì nó trên H&M hình như nó hơi mong manh. Cái đôi nó hơi mong manh, nó chỉ chống thấm nước thôi. Còn đôi này là Snow Boot để đi tiếp. Hiệu của nó là Harvey Bear. Cho mọi người xem ha. Rất là xinh, cùng màu với cái áo lúc nãy luôn. Đây, tôi sẽ cởi cái này ra. Dây thắt mà bên trong cũng sẽ có một lớp vải bông dày, chất liệu rất là tốt, rất là êm, bông rất là dày luôn. Ở đây sẽ có lớp dán, có lớp dán như vậy để tiện này, đi ra đi vô rất là dễ, không có cột dây gì hết. Ở ngoài đương nhiên cũng là vật liệu chống thấm nước cho bé. Ở dưới này cái đế có gai chống trơn trượt nè, cái đế rất là dày, đô là rất chắc chắn. Đô này Vi mua hình như là 34 đồng trên Amazon. Rất là xinh. Nếu các bạn thích sản phẩm nào thì có thể tìm mua trên H&M, Gap và Amazon ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.